Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường 1, thành phố Cà Mau, trong không khí hướng đến mùa xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Mừng Đảng quang vinh 94 mùa xuân, mừng năm mới Giáp Thìn 2024, mỗi cán bộ đảng viên luôn quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng vững mạnh, đẹp giàu. Cũng trong sáng nay, đoàn đến thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện. Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang cũng đã về tham dự họp mặt. Trong không khí đầm ấm, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải báo cáo với đại biểu về những thành tựu đạt được của tỉnh nhà trong năm 2023, năm có tính chất bản lề, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp với nhiều thuận lợi, nhưng cũng có khó khăn, thách thức đan xen. Thế nhưng từ sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, Cà Mau đã khẳng định được sức mạnh nội tại to lớn, sự hồi sinh mạnh mẽ sau các biến cố từ dịch bệnh, thiên tai, với kết quả 18 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng 7,83%, đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 16 cả nước. Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, khai thác triệt để mọi thời cơ, lợi thế phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Với khí thế ngay từ đầu năm, một là phát triển thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm, kiên quyết chống khai thác, hủy diệt và bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hai là phát triển kinh tế biển theo hướng hiệu quả, bền vững, tập trung mời gọi đầu tư các dự án cảng, hậu cần nghề cá, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Ba, phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau an toàn, thân thiện, uy tín, chất lượng, gắn liền với vị trí địa lý là tỉnh địa đầu cực nam của Tổ quốc.
Cùng với bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2024, đồng chí Bí Thư yêu cầu các cấp ủy chính quyền thực hiện tốt việc tổ chức Tết cổ truyền theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để gia đình nào do điều kiện kinh tế khó khăn mà không có Tết. Chiều nay, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiển làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tiếp đoàn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Trong không khí vui tươi đầm ấm, đại diện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiển đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ địa phương, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Trong năm qua, các tổ chức tôn giáo đạt được nhiều thành tựu khích lệ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp tốt với chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Nhân dịp năm mới, các tổ chức tôn giáo chúc lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân an khang thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải vui mừng trước sự quan tâm của các tổ chức tôn giáo dịp Tết đến xuân về. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải ghi nhận đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo góp phần cùng tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc các tổ chức tôn giáo đón một năm mới an lành và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Chiều hôm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt 165 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ công tác, nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Nguyễn Văn Hùng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được thông tin về những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội anh hùng. Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục ra sức xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ tin tưởng với những cống hiến, thành tích dễ dàng, các đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ công tác, nghỉ hưu sẽ luôn quan tâm dõi theo, góp ý. Đồng thời cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 3 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị. Chiều nay, Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 do ngành thuế quản lý đạt 5.579 tỷ đồng, bằng 118% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 5% so thực hiện cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa trừ sổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất đạt 2.983 tỷ đồng, bằng 109% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 2% so thực hiện cùng kỳ. Có 10 trên 17 nguồn thu đạt vượt dự toán năm. Cấp tỉnh thu đạt 4.430 tỷ đồng, bằng 129% so dự toán năm, tăng 11% so thực hiện cùng kỳ. Cấp huyện thu đạt 1.149 tỷ đồng, bằng 113% so dự toán năm, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ. Năm 2024, ngành thuế đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 16 giải pháp thực hiện. Trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao là 5.230 tỷ đồng.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ 1 tháng 7. Mức tăng được đề xuất là 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Lương hiện hành các vùng đang dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Trước đó, giữa năm 2023, Hội đồng Tiền lương đã họp để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này, Hội đồng chưa thể đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tiếp theo. Mức tăng 6% được đánh giá là khá hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp. Thưa quý khán giả, những ngày này, bà con vùng trồng dưa hấu xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau đang tất bật cho đợt thu hoạch dưa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Không khí ngày mùa nhộn nhịp, dưa tươi khi năm nay thời tiết thuận lợi, đầu ra giá cả dưa hấu ổn định. Ngay từ sáng sớm, người trồng dưa ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm đã nô nức ra đồng thu hoạch dưa hấu. Là vùng trồng dưa lâu đời, có tiếng ở Cà Mau, nên dưa hấu Lý Văn Lâm được nhiều tiểu thương chọn để cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Chị thấy dưa năm nay thì dưa này lớn, đẹp hơn so với năm rồi. Nên chị chọn mua dưa và chị là người mua để bán lại. Năm gọng thì mình vẽ gọng, rồi vẽ cá chép, hoa sen, được nhiều hình ảnh trên đó, rồi viết chữ lên. Thị trường hôm nay giá nó bằng năm rồi, cũng năm mấy ngàn đó, trái 6-7 kg gì đó. Tại vì thấy người ta trồng, mình thấy mình tương lai mình xuống, người ta thấy trồng cũng cực khổ đó. Thì bình thường năm nào cũng mua mà. Ngoài mua ở Cà Mau rồi tôi còn mua mình nữa. Mình được tận mắt thấy cái giai đoạn mà thu hoạch đó thì rất là tốn công, rất là cực khổ, nhưng mà được cái mùa như vậy thì rất là mừng. Nông dân ta thu hoạch được có cái kết quả tốt. Riêng năm nay thì mình thấy có dưa vàng và dưa xanh thì trái rất là to và rất là đẹp, thì mình cũng muốn lựa chọn để mang về trưng bày trong gia đình những ngày Tết, và mong mọi người cũng đến đây cũng mua lựa chọn những cái cặp dưa đẹp to tròn để mình về mình trưng bày cho những ngày xuân. Năm nay, nông dân xã Lý Văn Lâm xuống giống hơn 90 hectare dưa hấu, năng suất bình quân đạt hơn 25 tấn một hectare. Do các giống dưa được trồng đều đạt chất lượng nên rất được thị trường ưa chuộng. Nông dân phấn khởi thu hoạch để có thêm thu nhập đón Tết vui tươi, đầm ấm. Thưa quý vị, không riêng người trồng dưa ở xã Lý Văn Lâm, thời điểm này các hộ thành viên Hợp tác xã Cây Ăn Trái Sạch xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời cũng đang khẩn trương thu hoạch vụ bưởi Tết trong không khí phấn khởi vì niềm vui được mùa, được giá. Các chủ vườn bưởi cho biết, vụ bưởi Tết năm nay cho năng suất ổn định, đặc biệt là giống bưởi da xanh, ruột hồng. Hiện tại, bà con đang khẩn trương thu hoạch để phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay thì tổng số nhà vườn mà có bưởi Tết là 5 vườn ạ. Và với tổng sản lượng khoảng 20 tấn. Nhờ sản xuất theo quy trình hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, nên bưởi của hợp tác xã được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh liên hệ đặt hàng thu mua với giá cả ổn định. Bưởi này ngon. Thì ở đây giờ mình thuốc, phân thuốc mình biết bưởi ngon, chất lượng. Giá cả thì dao động. Lái lại tới nhà thì cắt giá 32.000, mình giao tới chỗ thì 35-36. Năm nay bán được giá rất cao so với hàng năm. Tức là hiện nay có những vườn đã có những cái đơn mà bán 40.000 một ký. Còn cắt cho thương lái mà số lượng nhiều, ví dụ 500-700 ký là thấp nhất cũng 32.000. Với niềm vui được mùa, được giá, các thành viên Hợp tác xã Cây Ăn Trái Sạch, xã Khánh Hưng phấn khởi đón năm mới Giáp Thìn thêm ấm áp, sung túc. Những ngày giáp Tết, ai cũng mong được về sum họp bên gia đình. Thế nhưng đối với những bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện, mong mỏi ấy đành phải gác lại.
nhằm mang không khí xuân góp phần động viên tinh thần người bệnh sớm chiến thắng bệnh tật. Nhiều hoạt động cộng đồng đã được đội ngũ y tế và các tấm lòng thiện nguyện triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau. Theo đó, nhiều hoạt động phong phú dành cho các bệnh nhân đã được tổ chức. Hành trình khám chữa bệnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi có được những khoảnh khắc vui Tết tại bệnh viện. Mong muốn là cho bé được mau khỏe, được về nhà để ăn Tết với gia đình, chỉ vậy thôi. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, tạo một cái không khí đầm ấm, ấm cúng để cho các bé và người nhà có một cái nỗ lực vượt qua cái bệnh tật, mau về với gia đình, sum vầy trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau là điểm dừng chân thứ 20 trong chuỗi chương trình mang Tết ổn đến bệnh viện do Hội Nhi khoa Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy thực hiện. Theo đó, hơn 20.000 món quà chăm sóc sức khỏe, đồ chơi, quần áo mới với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được trao tặng cho các bệnh viện nhi trên toàn quốc. Là xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh của các bệnh nhi cũng như là gia đình rất là vui và hạnh phúc trong cái sự kiện trao quà Tết sáng nay. Đây cũng là một cái động lực rất là to lớn cho nhãn hàng Lifebuoy tiếp tục thực hiện những cái hoạt động cộng đồng của nhãn hàng Lifebuoy trong cái sứ mệnh vì vùng Việt Nam khỏe mạnh hơn. Đón Tết ở bệnh viện là điều không ai mong muốn, nhưng nhờ những hoạt động vui xuân như thế này đã giúp bệnh nhân và người thân bớt đi phần nào phiền muộn của bệnh tật, sớm hồi phục để được về với gia đình. Cùng với chương trình vui Tết ở bệnh viện, những món quà chăm sóc sức khỏe còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về giá trị sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau thành lập đoàn đã đến thăm chúc Tết các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Minh Hải, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bạc Liêu. Đến thăm các chú Trần Nam Đoàn, Vũ Gia Tăng, Phạm Minh Ánh và Lý Bình Thanh, đại diện đoàn bày tỏ lòng biết ơn đến các cán bộ hưu trí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát thanh truyền hình tỉnh Minh Hải, nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, đồng thời thông báo tình hình hoạt động, định hướng phát triển của đài trong năm 2024, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, lãnh đạo đài chúc các đồng chí, nguyên lãnh đạo và gia đình được nhiều sức khỏe, đón xuân vui tươi, hạnh phúc. Thưa quý khán giả, khi mùa hạn kéo dài, những con kênh bắt đầu cạn nước, thì nhiều nơi ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời bắt đầu xảy ra tình trạng sụp lún đất, gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng giao thông nông thôn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, lưu thông, có những tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống sạt lở. Mấy ngày qua, số vụ sạt lở, sụp lún đất trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có chiều hướng gia tăng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước, nhân dân và gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Theo đó, mấy ngày gần đây, nhiều bà con tập trung bơm tát nước vào đồng ruộng, ao đìa để phục vụ sản xuất lúa và dự trữ để nuôi cá, trồng hoa màu, nên mực nước trên các sông rạch dùng ngọt quá xuống rất nhanh, nên dẫn đến tình trạng sạt lở, sụt lún đất. Không phát hiện, dẫn chắc phía khoảng 9-10 giờ phía tới lúc nó sụp, rồi từ rồi qua bữa sau nó sụp xuống nữa. Hôm nay hạn nước sao mà nó xuống bất thường vậy chứ, mỗi năm đâu có dữ gì. Nó sạt lở cỡ này chứ hồi đó giờ đâu có cái vụ này đâu. Sạt lở ở đây khoảng có 70 mét à, giờ dài chỗ khác nữa. Chứ chỗ này tôi thấy chỗ tôi thì nó vậy đó. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các ngành chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống sạt lở, sụt lún đất, bảo vệ các công trình xây dựng và kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, theo dõi việc bơm nước phục vụ sản xuất của người dân, không để bơm nước tràn lan, làm khô cạn kênh mương, gây thiệt hại. Quản lý chặt chẽ các phương tiện nạo vét, múc kênh rạch, không để các phương tiện thực hiện khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Không để người dân múc, nạo vét đất, cất nhà cặp mé sông, kênh rạch, làm tăng nguy cơ sụt lún sạt lở. Tuyên truyền vận động để người dân chủ động, tự giác tham gia phòng chống sạt lở, sụt lún, bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân sử dụng cái nguồn nước thật sự tiết kiệm để tránh cái tình trạng là nước sử dụng nước lãng phí cũng như cạn kiệt nguồn nước ảnh hưởng đến việc sụt lún. Đồng thời tuyên truyền cho bà con là không được lấy đất làm các cái vùng khác trong cái mùa khô tới thì các cái bãi, các cái ấy cũng lội lên thì cũng không được lấy đất vô để làm cái hư hại các công trình.
Theo dự báo của ngành chuyên môn, mùa khô năm nay có thể kéo dài, nắng hạn gay gắt, nên nguy cơ sạt lở, sụt lún đất có thể còn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống sạt lở, sụt lún đất, phải sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau đang tạm giữ hình sự Lê Khắc Quy, sinh năm 2002, ngụ ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, có liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng thuộc khu vực khóm 1, phường 6, thành phố Cà Mau. Theo đó, vào trưa ngày 3 tháng 2, Lê Khắc Quy chạy xe máy biển kiểm soát 69S1-3554 đến tiệm vàng NT thuộc khóm 1, phường 6, thành phố Cà Mau, giả vờ mua nhẫn trọng lượng một lượng vàng 24K. Khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem, Quy đeo vào tay thử rồi bất ngờ bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Cà Mau và các đơn vị nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức truy tìm nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ sau, Công an thành phố Cà Mau phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt được Lê Khắc Quy tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.